Xin chào mọi người, mình là Quỳnh Anh, là người mà anh Huy chưa bao giờ nhớ tên và chưa bao giờ nhận giải thưởng. Hôm nay thì mình sẽ đem đến lớp một chủ đề khá là thú vị ngọt ngào, là một vài những cái điều hay ho về sô-cô-la. Nghĩ là đây là loại thực phẩm và hầu hết mọi người đều rất là yêu quý. Có cách đầu tiên, như mọi người đều biết thì là sô-cô-la thì được tạo nên bởi hạt cacao, đúng không? Và đây chính là cây cacao. Trong một cây cacao thì các quả cacao sẽ lần lượt sẽ mọc ở dưới cành và thân của cây như thế nào. Và có cái điều thú vị đầu tiên đấy là sẽ mất khoảng gần 400 hạt cacao chỉ để sản xuất ra 1 pound sô-cô-la, tức là khoảng 450 gram. Mọi người nếu mà biết sô-cô-la Scoville từ của Đức thì nó khoảng 4,5 thanh mà. Điều hai đấy là ở Mỹ thì mỗi giây người ta tiêu thụ hết khoảng 100 pound sô-cô-la. 100 pound thì nó tương đương với khoảng 4-5 cân, tức là một giây nó sẽ ăn 4-5 cân. Và mình nghĩ đấy lý do vì sao người Mỹ to béo như thế. Điều nghĩ thứ ba đấy là nếu mà ai yêu chó, yêu động vật hay là nuôi chó mèo thì mọi người đều biết là chó thì không thể ăn được sô-cô-la, vì sô-cô-la có thể làm cho chó bị ốm hoặc thậm chí là có thể gây nên cái hậu quả nghiêm trọng hơn là làm cho nó chết. Tại sao thế? Thứ tư, đây là những chiếc bánh cookie mọi người biết. Đây là Wakefield, là nhà sáng lập của nhà người tạo ra cái công thức bánh này, và bài đã bán cái ý tưởng này. Chỉ từ một cái nhầm lẫn nhỏ thôi mà bài đã có được cái công thức của chiếc bánh này, và từ bà đã bán ý tưởng cho Nestle Toll House, một thương hiệu rất nổi tiếng. Nhưng mà mọi người cũng, nhưng mà bài không lấy tiền mà rất là khôn ngoan đổi lấy việc cung cấp sô cô la cả đời. Ok. Điều gì thứ năm đấy là cho mọi người biết cái sô cô la Hershey, đúng không? Đây là Milton Hershey là người là một đại gia về sô cô la, là là founder của cái đó, và ông ấy đã phải hủy cái cuộc nghỉ dưỡng ở trên tàu Titanic do cái việc do công việc kinh doanh rất là đột xuất. Và có một cái lý do khác cho việc hủy đó là vợ ông đang phải ốm, cho nên ông đang phải cô gái của mình. Nhưng mà dù sao thì mọi người cũng sẽ nhớ lại vào năm 1912 thì là tàu Titanic đã gặp phải một tai nạn và nó đã chìm mãi mãi và rất là nhiều người chết. Và nếu như ông Hershey cùng vợ đi cái chuyến tàu đấy thì sẽ không bao giờ có thương hiệu Hershey nổi tiếng như vậy. Điều thú vị cuối cùng ạ, đấy là vào năm 2007 ở tại Bỉ thì có một tên trộm đã có thể lấy được 28 triệu đô la kim cương ở trong một ngân hàng. Và cái điều kỳ lạ đấy là tên trộm này thì đã lấy lòng những cái nhân viên bảo vệ của ngân hàng từ trước bằng việc là thường xuyên đem sô-cô-la đến cho những nhân viên bảo vệ ở đây. Và mình nghĩ đấy là lý do vì sao mà các bạn nam rất là hay mang sô-cô-la đến tặng các bạn nữ, vì có thể là muốn lấy lòng họ chăng. Và cuối cùng thì hôm nay đã là tốt nghiệp rồi, rất là cảm ơn. Rất muốn cảm ơn anh Huy với những kiến thức rất là thú vị. Đúng sai cảm luôn. Cảm ơn bạn Ngọc Anh với sự trợ giúp rất là nhiệt tình. Và cũng là cảm ơn Nice Slide đã cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Ok, wow, rồi, rồi. Rồi, ok, đó, và chương trình rất đáng yêu.